biết đây là nhà của mấy tế em đang tìm à, phải giác hà dũng đến nó tìm con này bị siêu phiêu rồi em tìm tìm phiêu em mưa đừng khóc đây bốn ba bốn bảy chín sáu Quái phi thiên hà chương 6. Vậy chúng ta chơi thêm một khoảng thời gian nữa mới trả thù. Ôn Đình Trạm nghe lời giả giáo quán, lập tức thay đổi ý định. Cậu đã mất đi phù mẫu, nếu mất thêm giả giáo quán, cậu thật sự sẽ chỉ còn một mình. Giả giáo quán thấy vậy rất hài lòng, gật đầu nói: quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Đời chúng ta còn dài, họ thì đã hưởng hết vinh quang. Con mà tôi bảo hát vào check mic đây. Ừ. Hát điện thoại ok này. Bắn đầu. Bắn được 1 phát. Một dòng 450 sau công tắc 50. Qua đây. Tiếp kìa. Vàng nó trắng à hay như nào?
vào nó ấn mua nhưng mà nó không quay cái cửa đấy mãi rồi. Ấn vẫn ấn điền mật khẩu nhưng mà nó không quay cái gì đấy mãi. Mua được phát nào con này nhân? Ừ, cái đấy đang 800 bao nhiêu? Đừng hết chứ. Quay lại cô đây, thêm rồi. Dạ. Thêm bạc. Ừ, từ đây đang có một con hút kìa. Giờ quay mai đây đúng không? Anh giữ ở đây rồi. Con này, trước lại con này đi, con này nó kiểm tra có 800 mấy ấy. Nó kiểm tra có 708. 708 á? Ừ. Sao lẻ đi? Kiểm tra lại xem. Ở đây xem. Lô máy mình ngoài. Mua rồi này. Có lịch sử mua này. Nhưng mà gốc là bao nhiêu tiền? Gốc là đúng 1888. Cái chỗ này là cộng cộng cái đấy vào với cái số 400 và 800, 800 cộng với này là 1150. Rồi 1150 cộng với 708 à? Đấy, ở trên đồ. Đây này, đúng rồi, có lịch sử mua này. Anh chụp tôi để tôi gấp mà xong tôi không thì anh Quân gửi ảnh cho nó cũng được cho người đấy. Chụp cả cái này luôn để lát nữa cho nó thấy. Làm lại Quân mới không? Nghe này. Mùa robot. Mình xem mùa trước hay mùa sau. Hai giờ em cái này giờ theo cái nước của nó. Nhưng mà kiểu cái mua cái à ok ok mua trước khi, kiểu, khi kiểu. Nạp hay mua sau khi nạp kiểu lúc nạp là 1:27 lúc nạp 1:27 1:42 này lúc mua là 2 giờ. Thank you.
Các này ra mình đủ cho nó lúc tận 3 giờ mà còn đây lịch sử là 2 giờ là mua trước. 2 giờ là theo cái giờ của nó. Bây giờ thử xem nào, xem có con nào mới bắn không. Con này con lúc mà con mình xem trên nệt múi giờ bao nhiêu mình trừ đi cái xong. Chắc là vậy. Chắc là khoảng 2 tiếng hay 3 tiếng. Từ cái đó. Ừ. Về ăn đi. Bắn tiếp này. Bắn đi sắp 5 giờ rồi, sắp rồi à con. Bắn đi. Tắt hết rồi. Ok, cũng có ta rồi. Ừ, vâng, là tương đối rồi. Nên kết nối lại em con 11, con 14 nhé. Xong rồi. Không hiểu sao ngâm hai đi ca tắt cái quạt nữa.
Trời ơi, có tắc rồi. Cari. Thế ba này quân này.
Ủa, to quá, tôi nghe rõ luôn. Ở một cỏ đây. Mẹ em vẫn còn một tí. Tí nó không đủ lắm. Tôi về 5 tiếng mới hút một lần. Ôi. Bỏ môi hộp. Đừng đất anh cho mình khoai. Bạn mình cũng khoan luôn. Bạn mới ăn nó mới nha. Ok. Anh cũng một lần. Đúng cái con này là con của bạn luôn. Tôi chỉ gặp được người đéo thì con nào tôi xin được bạn là con này. Mười. Be like. Yeah.
Bên này biển là gì? Xích cuốn lên. Từ từ đã, xích này có tên là bắt đầu. Từ hàng nào rồi? Cuốn này là kê thêm rồi đúng không? Đấy em gửi lên rồi đấy, đấy ba ba cuối cùng. Nhi xài lại hay thế nhờ. Chính là đã còn dưới đã xong rồi.
Hai cái hàng đấy của Dũng là bắn được xong là gửi luôn hay là đến lúc không biết gửi? Tôi bảo cô gửi luôn mà. Tôi vừa bắn hết xong tay cái là gửi bắn luôn xong rồi luôn mà. Ừ. Hai đạp á? Không, một đạp của em. Mới tinh chứ không phải là đã bắn một lần xong nó lại bắn đúng không? Ừ. Lúc báo lỗi con đạc 18 mấy đấy là ngừng không đủ nữa rồi. Chúng ta bảo là hai cái con đạc nó bị tụt ấy đấy, là trước đấy là chưa bắn thì mới tinh đúng không? Mới tinh. Dũng sao con đạp đấy nốt sáng 6-400 rồi xong rồi chiếu nốt thêm. Con đấy là con đấy ở một cái máy ấy, một cái máy lúc đấy tôi lốc vào thì nó bị hỏng thì lốc ra sau tôi lốc vào luôn mà. Bắn cho đầy. Chính rồi đấy. Chín. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
I don't care. Cứ em phải cố xóa. Tắt bên này xem không? Dạ này. Ừ. Ui, giờ nắng hay rét nóng này. Về nhà cả. Ê, chưa đi tập anh. Tập vào mắt em ơi. Cái gì? Một hôm thì không có cái gì. Sau này đi vào nghiện. Bây giờ thì làm gì có lý do mà nữa. Không có cái gì cả. Cái gì mà cái gì mà cái mình. Mà cái mình là mệt rồi. Mà cái mình là hơi mệt. Ngào thế nhỉ? Khi mơ Hùng với Đê chở đô ạ. Cái con máy đấy của anh Hùng này thay cố rất nặng rồi. Anh không thấy cá mốt cá biết gì. Vẫn không đủ một ca. Tôi đã bắn trôi rồi, con này mấy triệu. Xin mấy triệu. Ai con nào vào bắn cũng được. Đê nhỉ? Mà cái Minh là cả nó sao vậy? Bắn chuông những nước ở ác vào phát bắn có người luôn. Trời chơi. Không, con này nó ác vào nó bắn luôn rồi. Bắn có nhỏ. Đấy.
một người nắm được hai người tự tin. Tôi có tuấn mình ngồi 85 lít một buổi rồi. Vâng, tôi phát hiện chỉ đánh được một đứa người. Mình bắn hết ạ, tôi thì tin anh em rồi. Có số đổ đúng luôn. Bắn được cảm ơn rồi đây. Chân thành chân trường các kiểu. I'm not is there. Ôi, sorry. Ê, một tình hình sao vậy anh? Không ổn em. Cái con này ổn à? Tớ tạo được anh Lao à? Đâu? Mẹ em. Năm mới à? Anh mới nó có tắt hết rồi, không được con nào nữa. Bảo 5 giờ trả máy mà lại làm mới. Thì được ăn, không được nữa này. Không ăn được thẻ nữa thì làm mới. Thế làm mấy, bao giờ bọn bán? Bao giờ bọn bán? Tôi để chỉ cho bạn bây giờ. Gần đến bước át thẻ thôi, gần đến bước át thẻ. Gần đến bước át thẻ mà lại chưa đạt được iCloud. Mỗi con đấy thôi, hai con khách đến bước. Thế bây giờ tí nữa bạn bán kiểu gì? Bây giờ 4 giờ 48 rồi. Bắn cổ. Xong cái bắn luôn. Làm ơi, anh đúng thử xử lý vụ này em ạ. Xong cái bắn luôn. Bắn luôn chứ còn gì đấy. Bây giờ trả bắn luôn cái gì nữa. Đâm luôn cái gì. Bắn luôn rồi. Tao bảo 5 giờ trả máy rồi. Xong ông bây giờ vẫn đang cứ đéo tạo được ảnh ra. Chửi cho thì lại bảo là khó tính. Máy mà cho tôi còn được tiền. Sao bạn 6 con ở đây rồi. Tôi thấy bạn nói hết là tôi để cho bạn 6 con ở đây rồi. Ê, không nói sớm. Hôm nay chẳng nghĩa át thể xong bắn luôn. Ôi, cắt bớt mấy bước đi, không phải tải app nữa đâu. Bạn vui lắm mà bạn cười. Tôi không vui, tôi buồn đây, xin lỗi. Tôi thấy bạn vui lắm á. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi đâu. Cầm lên. Nó bảo át để hàng lấy chưa? Chưa. Chưa được át. Át đâu? Át làm gì nữa? Át khởi dung xong bắn đường. Thế để xóa đi. Nắm cố không tí nữa nó giải mất máy. Điểm chuẩn. Điểm giảm được con này xoay bỏ lắm. Để tôi lợi cái này này. Nhé, cả ba máy nó đều như thế. Không áp được nữa. Con thì nên đủ thời gian đấy đi làm cơn mới. Đâu được tắt máy rồi. Từ xóa ra. 5 con. Em không nhớ là thằng đưa anh 5 con nha. Cho một sụp vô được máy. Tí đổi tí lên máy mới ấy về luôn đó. Cứ làm. Chờ của máy mới thì hãy đi đổi. Lấy đâu ra khoảng gần 1 phần mát thôi nhỉ. Nhưng mà mấy con còn bắt em cầm được hai con nó bị lỗi cái gì lỗi mặt hết cái gì đấy fail đi cái gì quên làm gì phải lỗi fail đi đâu anh chỉ thấy cái tem dán của nó bị mất cái fail đi đâu đấy cái chỗ nó để nó ấy đấy à. Nhân diện fail đi nó bị mẹ nó sồi thì làm gì anh chở nó hỏng này này phe đi ở cái chỗ này này con nào nhìn vào chỗ đấy là đều không nhận diện được phe đi anh nhìn thấy có một cái mắt đen ở đây không à đây à ô thế ô anh tưởng dùng bằng cam thôi không anh ôm cái rồi phe đi bằng cam khác nhau à anh chọn tôi à ôm đâu tôi chẳng cầm hết ôm đây có mấy cái ôm thì giữ lại chứ. Cái này nó mới vừa cái ôm này. Không ạ, dùng 4 năm nó khác. Mình sắp tiếp vấn đề luôn. À, 4 năm rồi. 4 năm lại tắt nguồn sức Google. Này mới tinh anh ơi. Đừng để lẫn mọc máy bằng cuốn. Kẹp đi xóa bỏ cái này, dành nó vừa. Dùng ống nhựa. Từ từ. Cannot. Lấy con này cứ còn gì đó. Làm xe đắt tương mới để túi bắn. Nói đi đến nơi nào cho chúng ta.
xong quên bà luôn nhớ. Sao đấy này, quán này đây. Sợ của anh cùng mấy con mới đấy. Ba con mới đúng không? Ba con, hai con này, hai con cũ rồi. Bảo năm con. Bắt cái này một con, đấy tôi bắt được không? Này, đưa mấy cái con này của tôi nó bị gì đấy, đưa đây, xúc luôn. Hai bên đều có từng cao mày tí đã nhưng mà trong sân có trồng thoát hàng cây nếu... Xem con kia có tiền chứ. Không rồi. Đối diện với mảnh sân ấy là một căn nhà lớn. Thank you. Dưới là 16 tên lính canh ở ngoài. Có... ra thần không không trả lời liền mà tiếp tục xem bên cạnh là các vật trọng lớn tăng giọng cá lão nhị hơi khó hiểu sau la thần không nói gì lão đại cũng liền tiến lên đối với la thần lão nhị của lão quay ở đâu nói quay ở đâu để trong lòng để lão làm chủ chỉ lấy 20 vạn lượng ban một cân công tử thấy thế nào nhị lão liền có chút khó hiểu nhìn lão đại nhà mình một cái rồi tiến lên nói nhỏ với lão đại ca huynh làm vậy có chút làm có chỗ định lão đại liền trừng mắt lại nhìn hắn định cứ yên lặng một chút để đại ca làm chủ đại ca sẽ không làm định thiệt bắn cố nào là khoảng người ngay do vừa rồi bị chân cổ của hắn sóng tập nên phản ứng hơi chậm chỉ có thể trơ mắt nhìn cách tuôn đẩy phong thần huyết vào bấm chặt lên lấy hết sức bình sinh mà phóng đến may mà có hệ phóng lên về tốc độ tôi đừng đánh nhau nhé cách cũng không quá xa tay y bắt lấy dây đeo của đồng đội tiền đào rất mạnh trong tích tắc quán đổi vị trí em nếu mà con máy đem một bạn ấn được ấy không mở áp thế nào ấn được em áp mấy con được ít lai mấy cái kia áp vào quán nha không nhất thiết phải kẻ mới đâu nhau đánh mạch vì quyết lại đó đối với một vị luyện tinh cảnh võ đó nói tới thư sinh nho Sam thực sự không vừa vặn cơ bắp không đủ ba dáng người ngang tàn sẽ đem lòng lỏng nho Sam trốn lên tới và người thẩm mỹ là hai tay cống bùng vầy tay đéo tung bay hai người rời đi ra ba nhân mặt thuê hai thước ngựa lông vàng đúng trắng chấp điện rời đi kinh thành bọn biết đến người chuyển đi kinh ngoại ô 60 dặm bên ngoài Thanh Văn Sơn vì một lý do nào đó nó bị tắt ở bên trong máy này sau này điều này vừa nói tử thanh không hiểu cung chị kỳ của ông với người áo xanh đều sửng sốt cung chị kỳ ngây ngốc nhìn vô cùng người áo xanh lại đáp lễ nói để cung tử biết con tên này không đánh mấy cỏ mấy này áo khoai này lộ ra phía trở này văn nhân em ở đây làm ra tránh nọ luôn ở đây này bên nuôi nếp nhăn nhăn nhặt mơ hồ lộ ra tuổi tác trên 30 vô cùng mới nhìn có thể thấy hắn khoảng 30 mấy tuổi có 30 đi người đồng đi có nghĩ rằng này đều đúng là bạch lý hề chỉ đi một lý do chỉ là 30 tuổi do nào tự nhiên là như anh làm từ mới đúng không? Mà hắn bỏ cuộc đời cho cái tham gia thêm ra sức kêu đến này là từ mới luôn đi đất trời 100 vạn lượng đây là một dọc nam của đầu trong ba con máy mới được kéo con chỉ đến tận đây 180 vạn lượng thình thình lúc này xuất hiện một con hắc mã một phòng đơn ở lầu năm cũng bắt đầu kêu giá người kêu là giọng nữ hẳn là con rất trẻ tuổi 200 vạn lượng thì vị khách ở lầu số 4 phải biến mất 3 giây mới tiếp tục kêu giá hiện nhiên ra là nó mạnh hết đà 200
50 vạn lượng hồng đơn đầu năm tiếp tục ra và tiếp tục đè lên hai năm mươi vạn lượng. Mở cửa kênh hả? Không biết. Nhưng làm sao mà biết sẽ không phải là liệu Ngọc Nhi nói cho ngươi đi. Tần Hiển rất hào hứng thừa nhận có thể làm cho Tần đại nhân ngươi tự đại giá hộ tống, còn cần người khác nói sao? Thẩm Quân giật giật khóe miệng. Nghe nói như thế Tần Hiển không nói gì mà chỉ mỉm cười. Thế vậy Thẩm Quân lại hỏi ngươi thế nào lại nhận thức được tiểu thư nhân gia ngươi khác. Nghe nói gia thất đối phương cũng không cao cùng với tần của các ngươi hẳn là có lẽ nhận diện được đời phê đi đỉnh lai mỡ mà thôi dơ thẳng thắng luôn rồi nhận phải dơ chứ chẳng đáp mà chị đã qua đời nhiều năm cũng đã thời điểm ngươi nên tái giá tái giá rồi thì lại quân đó ba lần liên kiện một lần ảo nhưng mà ảo thật sự em dơ thẳng mặt này không bao giờ nhận luôn xoay lắc ba lần cũng được cứ đưa ra cái lần thẳng mặt khi tôi vặn trở lại chung cư cao cấp của người đã là sau nửa đêm cô ngâm vô chính mình trong hai lọ bình phê cho thoải mái sau nửa đêm đến tận số nhà ủng cứu đến vào bạn bè đêm nay cô cũng xa công an ngủ xa cấp nhưng có rất nhiều người lại bởi vì cô mà chẳng nên có một tối tiểu canh măng không phải sử dụng tất cả một mình làm sở sở tại phòng khách biệt thự cả đêm chưa chợp mắt ở Âu Dương Vĩ dạng sáng ở núi hoang thành người tỉnh giận mở mắt để nhìn thấy bia mộ bị tàn phá gần trong tấc cô trợn tròn hai mắt lại nhìn lần nữa bị giam mất dưới lầu tinh cương tô vãn lặng nhìn một chiếc xi màu đen cửa sổ hạ xuống còn quá tôi xin nhớ đâu tôi đưa để đến trước mặt bạn rồi bạn ba để bạn mồi thôi à mạng lại bị ghê không bắn đi nguồn 06 bạn này tôi lấy cho một bạn con ping 88 nhé. Ừ. Thử không? Thử test xem. Cho này lạnh thế nhỉ? Con trên thì làm sao? Đi là Tuấn ơi, đó, cái mắt là 1852 vào quay của em. Quay đi cơ, sao đi? Cái nó bị đổi ở đây phát vào bị bật đâu rồi nó bật mà lâu rồi ôi đi phanh làm con 12k này đến số bên nào? Rồi, sao vẫn nhanh thế? Công tôi giật điện, tôi bị giật điện. Được rồi. Mà tính tôi thì hay nhường trẻ em phụ nữ ấy. Đúng rồi, nhường trẻ em đi. Tôi đây, này này, này nhìn. Con này đừng
ngon. Được đấy. Được một ca này. Luôn. Để. Lúc này nó lát lâu ấy. Không biết là được hay không. Kiểu bóng đông bật ăn tu. Pita Pro. Chết luôn. Thế. Bạn đừng muốn tắt các ven đi bây giờ nó cần ven đi làm nào từ lâu lâu quá rồi nó cũng để loát được đâu được ba bốn con ai tin được yếu trong nào vô lý à vô lý thôi vô lý vô lý vô lý nhiều sẽ nghe nha vì về không vào được cần ven đi bốn bốn con ai tin không được cứ quay này thôi đang bắn được bắn được một phát các ven đi đâu đi ngoài mà. À 08 đúng rồi. Không được, con này phải lấy từ Việt Nam. Mà làm chưa? Con đường mơ đừng có lấn cái máy đấy nhá ở đây đó, một lần lấn tìm lại ngay con còn quá. Con chết đét anh Thanh ạ. À. Em giặt nó. Ừ. Em không chắc rồi. Để thế chứ không? Để tí. Để thằng đi. Gà. Gà. Mới bị giật rồi. Ăn xong rồi uống nước vào cho nó nở ra. Tưng. Này đúng rồi, hôm nào nó mua lương khô thôi nhỉ. Thật mà. Thật lý hết.
Hết rồi. Chả hả? Trả lại cho em chiếc dây buộc quần. May mắn khi được ngồi gần giường. May mắn à? Tôi cũng không thấy may mắn. Không thấy may mắn thôi, tôi thấy may mắn. Nhiều lúc mới thấy sáng mắt.
sáng mắt. Có những cái hay ho có sáng mắt ra chưa? Quá hạn hình quân. Có một quả video thần trưởng. Em bắn được cũng cài vậy, nếu mà cũng em bắn 10 nó bắn được một phát xong cho bắn 10 phát, mấy phát ra tưởng bắn 80 em không thể bắn luôn, không em phải bắn hả, yeah. Em bắn là 3 chỉ em hàng rồi này, bắn số 380 bắn đi không đánh 10 người như ấy. Lấy 4 con này đây. Nhiều nhé, nhiều nhỉ, nhiều nhé, trăm cao luôn. Thành lặn thế nhỉ? Toàn con tắt hết rồi. Có đang à? Ừ. Con này vẫn đang đi like này. Con bạn mượn đúng không? Cô chưa làm gì đâu. Bốn ba bốn bảy sáu chín không bạn nghe câu rồng đang ngủ chưa? Bạn đang cuộn đó, bạn đang cuộn là bạn đang ngủ đấy. Bạn phải cuộn cả cái vòi này ghi đấy, cái vòi của bạn được đấy. Đố đi trực không? Hả? Đố đi trực không? Có. Tút lên xuống rồi. Tút lên xuống rồi. Tút lên xuống đứng ai nhỉ? Chọn người đấy, không ai có làm được đâu. Khó. Rất chi là buồn nhỉ. Thế mà không phải cái gì. Ừ. Em ra lấy cái gà anh mình hết. À, lấy gà. Gà. À. Toàn con tắc thôi. Máy mình. Quá tắc ơi. Cái này bị đâu? Chưa đó. Bị ăn thể. Còn con duy nhất. Một con duy nhất, một con duy nhất. Rồi, bạn nên phải nốt tiền đi. Ừ.
ba anh em kia báo tình hình là tôi còn hai nhóm đang át thẻ đổi bạn khi nói được còn một con deadline còn mấy con kia con tắt deadline thì thể có bán được không tôi bán được anh uống không anh quân deadline thì thể bán được không anh không thì thu máy đi ngay thì chết con là bán được nốt tiền hết đi ai phát kìa đã tại sao thì chưa mình vào được một bây giờ tôi vào được sợ lắm tưởng cả con gà ai cái con gà sống một con hai sống sáu bốn quan tâm đấy, rất là bay. Đây, chặt cắt đây. Một ai cái quân một bước thôi hay là thoát hay từ lâu chưa bạn chơi thoát rồi ừ. Hay bạn chơi 5 bước một bước bước gì? Một bước đi thôi được gì phải 5 bước 5 bước khóc đi
Đau máy chạy chế luôn. Chưa sao được, điếu nữa. Điếu vào màn hình. Thử xem. Có tí nước, sạch đi ạ. Một quạt thì lạnh mà không bật thì cái hơi máy này nó bốc lên mặt khó chịu. Mình xoay vẫn nhắm bớt máy đi. Mình có làm gì với máy không? Mình chỉ cần màn thôi. Mình để lại cái màn là được. Đúng không? Cần màn đèn chuột, máy xuống ra. Bốc đi. Đẹp trai nhỉ? Ôi trời ơi, trời ơi, vẫn còn 800. Mấy cái hàng 800 với 400 này nó sẽ dài. Cái nữa không chết đấy là. Cái gì thì còn mấy đâu. Chị em mình đi tai nạn. Mày đây xong mày. Tất cả để lại ốp rồi. Xóa điện thoại nhé. Ừ nhé, xóa đi. Tên đấy lại ốp. Nhẹ nhàng thôi mỗi. Sức xa. Đây bạn đưa luôn máy. Tôi còn 3 máy nhé, tôi giải cho máy. Còn 3 máy á? Ừ, tôi còn 3 máy. Nghiệp ngập này nhắn cho nhau à. Lấy hàng đi em. Hạt không này. Cái này. Tôi biết bạn đang thề. Ôi mẹ tất cả mình. Thì cái pi thấy 127 thì mình son tất cả cái gì. Con này nhớ tạo ấy ở đây ạ. Không tạo được các bộ ID. Đúng chưa nào. Cứ báo không thể tạo, cứ không thể tạo. Mấy lần rồi, tôi tạo được, tôi thêm cho tôi nha. Trước tôi tạo được 2 con, tôi tạo được hết rồi. Quả bình ổn đấy đúng không? Không phải thử. Vừa tôi tạo 2 con lần thì cũng được. Quen đủ không chứ? Những cái quả hết rồi. Nó phải báo mắt là mắt thì mới không tạo được. Máy đấy quá. Còn kia là nó là lát. Hết hả? Chưa tạo được, quả chết rồi. Nào mình đẹp. Ủa
bóng bừa nó lại được mày. Để tôi bày. Bày nữa à? 400 bạn bóng tiếp phát nữa thì spam nữa rồi thôi, spam làm gì? Con này số 1 à? Bắt tên à? Mày đưa trong rồi mà. À 6006. Elmira. Hai con này. Ờ gì rồi? Hai con này. Cái đặt đưa từ tôi cho đuôi để nó tôi tìm nhẹ. Elmira. Bạn bắn 80 hay 400? 400. Vợ xem đuôi. Là máy bạn vẫn mượt máy tôi nhiều. 10 0845. Nga lên nữa lại bắt được. Ấn bừa luôn mày. Tạo lần nữa à. Các con này. Đấy nha. Tạo tạo bao lần rồi không có được. Bắt nữa là có bắt được nha. Ừ. Thường thường tôi có mấy con. Làm đấy à? Đâu? Ờ. Thì đâu? Đây. Nè. Anh có 4 con. 3. 3 con. Đây thì sẽ là 2 con đây nữa là 2 con đây nữa. Được này. 4 con. Cái con này cũng khéo mà bay lên đây cả. Bạn thích thì bạn nâng lên. Thôi để thêm vài phát. Con nào con đây cho mình nhỉ? Hai đây không phải con này con đây kia mà. Ừ, 1 này. Ờ. Xong này bảo mình muốn mất. 2 này 3 con đúng không? Không, 2 con đối với anh. Có mận sao nhỉ? Ừ, không. Con kia 4 đúng không? 1, 2, 3, 4. Đưa anh mấy con 5 con đúng không? Đúng rồi, con kia 9, con kia là 1 ngày. Đi like được bạn này. Mẹ đi đâu nữa nhỉ? Quên mẹ. Nhiều con đứa còn được gọi là bị lú ấy. Hết rồi. Hai chủ đề hôm nay cùng mấy quả. Cái này chín không? Ừ. Sao đi lại à? Đi lại vừa mới vơi, về đây thì giảm rồi. Cả ngày hôm nay bạn chỉ bắn 2 con này rồi. Đúng. Đúng. Khó thế rồi. Gắn cho nó lên được cả. Ta cũng trong cái này. Ta đi thẻ cho nó đủ một ca. Cô nào? Bả nào? Có chứ, tí nữa tôi nói tình. Chỗ bạn còn nhiều mà. Áp thẻ thôi. Nhờ dấu nước mắt chắc gì đã có phong cách. Đấy cái pot này. Có một chân chơi. Hơi này đi người ơi. Bốn ba bốn bảy sáu chín tám. Nhà anh đấy lấy mấy cái đầu lên đầu bạn lên gửi á. Không mất là mấy cái đầu kia nhưng mà bạn cuối đầu lại nhé. Mẹ gì không đâu rồi để hết cả
nó có là nó báo là menu này rồi mà nhưng đổi mấy lần rồi xem có đấy là con chấm bao nhiêu tôi đổi lại không ạ, không được đã quá nhiều rồi, một con lỗi pin một con lỗi quá đi còn bận rồi không quá. Mình còn cầm bếp từ của ông Linh không nhỉ? Có ở ngoài. Rửa chưa? Nếu mà bếp vừa ăn thì là bếp của ấy. Ông bếp ăn trước là... Ở đâu nhỉ? Trước là mượn cũng nồi ấy, không một bếp. Có hai cái nồi nữa. Thank you.
Quái em ơi, người ơi. Hả? Hỏi anh em ra lúc xe bạn mấy lấy bí và bắt qua rồi quên mấy em ơi. Nhiều không? Bí à, bí à. Dạ, đã đeo được, còn ăn bí. Bí bầu bí. Đi tập anh. Mày hỏi mày mới. Đấy. Mày mới. Không làm được thì đưa máy lên. Tiết nào nó đi hả? Mất anh hôm nay sao rồi số lời nhạc này xin cho Trung Quốc. Anh mưa thì nhau. Hôm nay mình đây có nhóm đó. Nhớ nha. Không, cái này bay cũng được đây. Có một con tôi mới gửi xem đây này. Ăn điện thoại cũng được đâu. Nó lo mày. Ăn điện thoại đây. Thank you.
phế vật. Ăn đi. Này. Cái này nó chín quá rồi, nó kiểu nó. Ăn đi. Chị tỏ á. Sao mà chạy em này? Sao để ô ô, nó khỏe à? Ô hôm nay. Nay không đi gặp bác à? Thôi, nó mau kìa. Ôi. Đi chưa? Ờ, đi sân à? Có ba anh em rồi. Chuột nhớ bò mày. Ê, mẹ mẹ có ai gì hết, anh đéo có xe. Chị cái tiền đúng không? Dạ em giả thôi. Để xem xe nha. Cũng quá. Có một anh em không có đi đi uống nữa rồi. Đi đi xe đi. Nha. Đi ngủ lâu lắm rồi. Lâu thì được mấy thất ngày nào cũng ngủ. Sao bị lai mày, mày đùa tao à? Đi mặc quần đi. Mặc quần để đi luôn. Là có em vào xin chụp ảnh này. Xem nó đấm. Bây giờ anh cứ tiếp em làm nào. Rồi. Ngon đấy, bạn con gái yêu. Múc tôi luôn này. Mà nó rót nước mà nó chẳng biết được. Kinh ngại. Rồi. Rồi, rồi. Bịch vào bên này. Nhà dâu nước quách chắc gì đã có phong cách. Tôi có một con. Thế nào mà được hay như này? Này tôi ăn lúc rồi. Chửi nhau thế. Có đồ gà nữa nhỉ? Mới vậy à? Không bình đúng không? Để bên đây đều không được. Mì tôm. Đi đâu ạ? À? Mình sẽ ra sân đi nhá. 930. Giờ bắt đầu mình đi làm. Sớm rồi nó còn 4 năm thẳng. Đây lại không có rồi. Đừng gắn cái kia. Nó bảo không ăn mà. Đứa anh em đừng gắn. Mấy anh em bị chê à? Mày không ăn cũng được. Mày đi ra bóng, đi đi. Đó rồi. Cô của Coca nó đi vận rồi, nó bảo không ăn, nó bảo cái vận không ăn mà. Này cá quá nhỉ, có cả Coca các kiểu luôn. Cái gì à? Mẹ Coca. Cái nó bảo 5 dịch 6 dịch ấy, 7 dịch ấy. Có cái sức 7 dịch. Người gà 4 dịch, Coca 10 5, ship là 6. Thế cái gì lên 7? 6. À, qua tay thì nó hết cả. Lên có Coca mà. Không, em mình chế gì ạ? Nãy đi ở nhà anh em đang nói giảm được không ăn nữa không để đi. Đeo mà con máy bị gì rồi? On account for everything. Đây áo đi.
Áo em. Chưa mà. Anh có đứa tân được không? Hả? Có đứa tân được có đấy. Nhưng mà sao người lên đấy lắm. Đâu mới xin tôi à? Xem chỗ nào có xà phơi ngoài như có nào. Hay vẫn bao thương. Mùa hè xanh. Lại. Hả? Đây rồi. Con một con rất khác biệt. Tối cậu tiên quay đi học quay video nhé. Để mai nó quay. Mày là nhà mấy nay có cả làm gì rồi đấy. Ôi, đừng để lẫn vào đấy. Đâu của em rồi. Năm này đúng không? Mùa hè xanh, mùa hè xanh. Anh đấm em nhiều lên trong ngựa thì hơi căng. Đấy đâu có đi rồi. Đến nông. Không đi cái gì cho tôi thủ buôn mắt nó vẫn bay được. Áp thì bây giờ nóng nhiều cái rồi. Nào, nào mùa mới quân. Mai. Mai à? Nhưng mà mạng hết mai là mình xem hả? Yeah. Lấy lẹ à? Đi tập gym người ta đâu dày, lúc này đâu xếp. Trời. Thank you.
Thank you.
Đêm qua trong giấc mơ là khi con mơ về chỗ mình với dòng sông. Em đang thức giấc mơ.
Thank you.